Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi bản tin thời sự tổng hợp của truyền hình Thông tấn. Trong chương trình sẽ có những tin chính sau. Tiếp tục chương trình làm việc tại phiên họp thứ tư sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng, còn nhiều ý kiến khác nhau của dự án luật tài nguyên nước sửa đổi. Nhằm đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ trong kinh doanh các mặt hàng xăng dầu và khí hóa lỏng, từ tháng 1 năm 2012, các cơ quan chức năng đồng loạt kiểm tra các cửa hàng kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng, ga trên toàn quốc. Nhìn lại toàn cảnh vụ hỏa hoạn tại số 11 tòa tháp đôi của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ở phố Cửa Bắc Hà Nội. Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, vụ cháy không có thiệt hại về người. Hơn 20 người bị ngạt khói đã kịp thời được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Lễ hạ cờ đánh dấu sự kết thúc cuộc chiến kéo dài và gây tranh cãi của Mỹ tại Iraq đã diễn ra ngày hôm qua tại một sân bay gần thủ đô Baghdad. Sự kiện này cũng đánh dấu cho đợt rút quân lớn nhất của Mỹ trong lịch sử. Ngày hôm qua, Nga bất ngờ đề xuất lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc một dự thảo nghị quyết về Syria lên án tình hình bạo lực tại quốc gia Trung Đông này. Các cường quốc phương Tây đã hoan nghênh động thái mới của Moscow và bày tỏ hy vọng sự thay đổi này sẽ mở ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng đang ngày một leo thang tại Syria. Sáng nay, Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2011 khai mạc tại thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu tại hội nghị. Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, sau khi nghe nghị quyết của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2012, các đại biểu đã tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, theo tinh thần đổi mới mạnh dạn và thẳng thắn, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2011, tích cực thảo luận làm rõ những việc đã làm được, những tồn tại yếu kém, xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm của từng cấp, tìm ra những giải pháp đồng bộ khả thi nhằm làm chuyển biến mạnh mẽ trong triển khai nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2012. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao sự trưởng thành tiến bộ, ghi nhận biểu dương những cố gắng và sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng toàn quân trong năm qua. Tổng Bí thư đề nghị hội nghị cần thảo luận, xác định rõ trách nhiệm, tìm đúng nguyên nhân và đề ra được các giải pháp đúng đắn, đặc biệt cần tập trung phân tích sâu những khuyết điểm cản trở bước phát triển lên chính quy và làm hạn chế sức mạnh của quân đội, gây tác động xấu đến truyền thống vị thế và thanh danh của quân đội. Tiếp tục chương trình làm việc tại phiên họp thứ tư, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng còn nhiều ý kiến khác nhau của dự án luật tài nguyên nước sửa đổi. Dự án luật tài nguyên nước sửa đổi đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ hai vừa qua. Qua đó, có 3 vấn đề lớn vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau gồm quy định về phạm vi điều chỉnh đối với nước biển ven bờ, quy định về quy hoạch tài nguyên nước và những quy định về thẩm quyền lập phê duyệt quy hoạch tài nguyên nước. Các ủy viên thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với quy định phạm vi điều chỉnh nước biển ven bờ như trong dự thảo luật đã được tiếp thu chỉnh lý sau khi được các đại biểu Quốc hội cho ý kiến. Đối với các quy định về quy hoạch tài nguyên nước, qua thảo luận vẫn còn có 2 loại ý kiến khác nhau. Một số ý kiến đề nghị bổ sung quy hoạch tài nguyên nước chung của cả nước và phân loại quy hoạch tài nguyên nước gồm cả quy hoạch chung của cả nước với quy hoạch nước lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh và quy hoạch tài nguyên nước của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Các ý kiến khác đề nghị giữ quy định về phân loại quy hoạch tài nguyên nước như trong dự thảo luật, gồm có quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông, quy hoạch tài nguyên nước vùng và quy hoạch khai thác sử dụng bảo vệ nguồn nước dưới đất. Cho ý kiến về những quy định về thẩm quyền lập phê duyệt quy hoạch tài nguyên nước, các ủy viên thường vụ Quốc hội nhất trí phương án giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường lập quy hoạch tài nguyên nước chung của cả nước, đồng thời tổ chức lập phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông liên tỉnh. Việc quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông nội tỉnh, nguồn nước nội tỉnh giao cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập và phê duyệt sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Dự kiến, dự án luật tài nguyên nước sửa đổi sẽ trình để Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 3 vào tháng 5 2012. Tại thành phố Đà Nẵng, sáng nay Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng về kết quả thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 9 về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn thành phố.
Trong những năm qua, thành phố Đà Nẵng luôn xác định nghị quyết Trung ương 7 khóa 9 về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai là một trong những khâu then chốt quyết định sự thành công trong việc đưa chủ trương của Đảng bộ và chính quyền thành phố vào cuộc sống. Nhờ vậy, các vấn đề như giải phóng mặt bằng, đền bù bố trí tái định cư, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vấn đề xác định khung giá đất và nghĩa vụ của người sử dụng đất được đại bộ phận nhân dân đồng tình ủng hộ. Công tác đăng ký quyền sử dụng đất, bất động sản được cung cấp đầy đủ, kịp thời, khách quan và đúng pháp luật đã góp phần đáng kể trong việc thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và bền vững của thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố. Các đại biểu cũng kiến nghị những nội dung cần sửa đổi bổ sung của luật đất đai trong thời gian tới để phù hợp hơn với thực tế của cuộc sống. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải biểu dương những kết quả thành phố Đà Nẵng đạt được trong việc thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 9, đồng thời nhấn mạnh đất đai thuộc quyền sở hữu của toàn dân, do nhà nước thống nhất quản lý, quyền sử dụng đất là một thứ hàng hóa đặc biệt của nhân dân. Nhằm đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ trong kinh doanh các mặt hàng xăng dầu và khí hóa lỏng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, trưởng Ban chỉ đạo 127 Trung ương đã chỉ đạo các cơ quan chức năng từ tháng 1 năm 2012 đồng loạt kiểm tra các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng trên toàn quốc. Sẽ có nhiều bộ, ban ngành được yêu cầu phối hợp công tác này, trong đó Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan, chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm về đo lường chất lượng sản phẩm của mặt hàng xăng dầu, ga. Bộ Công an kiểm tra việc thực hiện quy định về phòng cháy chữa cháy, an toàn phòng chống cháy nổ, tập trung phát hiện và triệt phá các đường dây tụ điểm có hành vi vi phạm như sang chiết nạp ga trái phép, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Bộ Công Thương cũng đồng thời tiến hành thanh tra kiểm tra hoạt động kinh doanh các mặt hàng xăng dầu và khí hóa lỏng. Theo Cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương, khi Nghị định 104 và 105 có hiệu lực về xử phạt hành chính kinh doanh xăng dầu và ga sẽ bắt đầu có hiệu lực từ mùng 1 tháng 11 năm 2012, cơ quan chức năng sẽ có thêm công cụ để xử phạt những đơn vị vi phạm với mức phạt cao hơn hiện hành và các hình phạt bổ sung như tước giấy phép kinh doanh 12 tháng hoặc trên 12 tháng. Do đó, chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương là bước đầu tiên cụ thể hóa hai nghị định này. Như truyền hình thông tấn đã thông tin, vào chiều qua đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại tòa tháp đôi điện lực đang xây dựng trên phố Cửa Bắc. Sau những nỗ lực của lực lượng cứu hộ, đám cháy được khống chế, các nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Đêm qua, phóng viên truyền hình thông tấn đã tiếp tục tìm hiểu về những thiệt hại ban đầu về công tác sơ cấp cứu các nạn nhân tại Bệnh viện Sanh Pôn, Hà Nội. Mười sáu giờ ngày 15 tháng 12, đám cháy bùng phát từ tầng hầm tại tòa tháp đôi số 11 Cửa Bắc, quận Ba Đình, Hà Nội. Tại thời điểm xảy ra cháy, tòa nhà này có khoảng 150 công nhân đang làm việc tại công trường. Ngay sau đó, lực lượng cứu hỏa đã có mặt và dập tắt đám cháy dưới tầng hầm. 18 giờ 30 phút, hai xe thang chuyên dụng cỡ lớn của lực lượng chữa cháy được điều động đến hiện trường. Cùng với đó, 50 đặc công được điều động hỗ trợ lực lượng chữa cháy cứu hộ. Gần 20 giờ, lực lượng cứu hộ dùng dòng dọc đưa những người từ tầng cao xuống. Tính đến 21 giờ ngày 15 tháng 12, lực lượng cứu hộ đã sử dụng thang dây đưa được 30 người từ các tầng cao của tòa tháp xuống đất mà xe thang không thể với tới. Trong số này có 24 người đã được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Sanh Pôn do bị ngạt khói. Cơ quan chức năng xác định hiện không còn bất cứ nạn nhân nào còn bị mắc kẹt trong tòa tháp đôi cao 33 tầng này. 21 giờ 30 phút tại Bệnh viện Sanh Pôn. Tên tuổi từng nạn nhân được các bác sĩ cập nhật ngay tại nơi vào khu điều trị. Mọi công việc cứu chữa đang được triển khai hết sức khẩn trương. Y bác sĩ tại đây đang tiến hành thử phản ứng kháng sinh, chống nhiễm trùng để đưa ra phác đồ điều trị. Đây là hai bệnh nhân bị ảnh hưởng nặng nhất trong số 24 người được đưa vào cấp cứu. Bệnh nhân được đưa vào viện trong trạng thái khó thở, đau đầu, buồn nôn. Sau khi được cấp cứu thì đã dần hồi tỉnh và nói chuyện được. Sức khỏe của anh thế nào? Cũng đỡ hơn lúc nào vậy. Thế cái thời điểm mà xảy ra cháy thì anh đang làm gì chỗ tầng bao nhiêu? Bọn em đang kiểm tra phòng kỹ thuật ISDU với cả siết lại ốc nắp than của hệ thống điều hòa với cả thông gió. Bệnh nhân tuyển
và bệnh nhân Nguyên 24 tuổi. Thì hiện tại là bệnh nhân sau khi được cấp cứu ở dưới hồi sức nội thì vào chuyển lên khoa chúng tôi điều trị. Thì hiện tại thì bệnh nhân trong tình trạng bệnh nhân vẫn khó thở và vẫn khó thở, kêu đau đầu, buồn nôn. Và chúng tôi đã thực hiện hết các cái phác đồ điều trị như ví dụ như theo y lệnh của các bác sĩ. Sau khi hỏa hoạn xảy ra, bệnh viện Saint Paul đã phối hợp nhiều khoa phòng và huy động một lực lượng lớn y bác sĩ tham gia cứu chữa người bị nạn. Theo bác sĩ Nguyễn Thống, trưởng khoa bỏng bệnh viện Saint Paul, thì những bệnh nhân trong các vụ hỏa hoạn thường bị bỏng hô hấp bởi khí nóng, bởi vậy rất có hại cho cơ thể. Vì vậy khi có sự cố hỏa hoạn xảy ra, mỗi người cần phải có những biện pháp tự bảo vệ mình. Trường hợp những cái đám cháy lớn mà trong những cái phòng kín hoặc cái nhà đến cao tầng nhiều người thì thứ nhất là phải nhanh chóng thoát ra khỏi cái vùng đó. Thứ hai là còn nếu mà đơn giản nhất là có thể những cái khăn vải ướt mình thấm ướt đi để bịt để thở qua cái đó. Và nếu mà trong cái khách sạn nó có những cái phòng cái mặt lạ chống độc thì người ta đeo vào. Hai ta tránh, ta chạy, ta thoát khỏi cái đừng tránh cái luồng khí cái luồng khí. Thế đó đừng có đi vào cái luồng khí đó. Để là một là hai là mình đi có thể là mình đi thường là khí nó bốc lên cao có thể đi thấp tránh là mặt đất để tránh cái luồng khí đó. Sau khi được cấp cứu và điều trị tại bệnh viện, phần lớn các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại tòa tháp đôi số 11 cửa Bắc quận Ba Đình Hà Nội đã dần bình phục. Được biết tòa nhà xảy ra hỏa hoạn gồm hai tòa tháp 33 tầng và 29 tầng. Hai khối nhà tách biệt nhau từ tầng 5, bảo đảm được nhu cầu chiếu sáng cho cả bốn mặt. Sau khi hoàn thành, tòa nhà sẽ là biểu tượng của ngành năng lượng đất nước, là trụ sở văn phòng làm việc cao cấp của Tập đoàn Điện lực với các tiện nghi sử dụng và trang thiết bị hiện đại bậc nhất tại Việt Nam. Tiếp tục bản tin thời sự với những thông tin đáng chú ý khác. Theo phản ánh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Quảng Nam, do thời tiết bất thường, hiện nay tuyến đường Nam Quảng Nam đoạn từ huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đến huyện Tumorong, tỉnh Kon Tum vẫn bị chia cắt do mưa lũ, mặc dù công trình đang trong giai đoạn hoàn tất, bàn giao đưa vào sử dụng. Sau hơn một tháng triển khai, phương án khắc phục sạt lở tuyến đường Nam Quảng Nam do đợt mưa lũ vừa qua gây ra, các nhà thầu đã huy động phương tiện, máy móc, thiết bị và nhân lực khẩn trương triển khai thu dọn hơn 936.000 mét khối đất đá sạt lở. Cơ bản hoàn tất các gói thầu từ R2 đến R5 để tiếp tục thi công các phần còn lại. Tuy nhiên hiện nay, mưa liên tục làm cho hàng trăm nghìn khối đất đá từ ta luy dương tiếp tục sạt trượt xuống mặt đường, làm hư hại hơn 50 điểm trên tuyến đường, gây ách tắc giao thông vùng cao huyện Nam Trà My. Thậm chí nhiều đoạn đường ta luy âm bị sạt nặng, ăn sâu vào mặt đường, gây nguy hiểm cho phương tiện tham gia giao thông. Công ty cổ phần sông Đà 19 đảm nhận thi công gói thầu bền vững hóa tuyến đường Nam Quảng Nam giai đoạn 1, lý trình là km 138+882 tới km 142. Trong tuyến đường này là thường xuyên là xảy ra sạt trượt. Gói thầu bền vững hóa là năm 2010, đơn vị chúng tôi thi công, mặt đường bê tông đã hoàn chỉnh. Và bây giờ qua đợt mưa lũ vừa qua, tại lý trình 141+500 đã gây sạt lở rất là nghiêm trọng và đã ách tắc giao thông là đình trệ không thể qua lại được. Bảy gói thầu xây lắp từ R51 đến R57, đoạn cuối tuyến Nam Quảng Nam giáp với tỉnh Kon Tum đã hoàn tất, chuẩn bị nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng cuối tháng 12. Thế nhưng do thời tiết vùng Tây Nguyên khắc nghiệt, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở nặng. Hàng trăm nghìn mét khối đất đá ta luy dương sạt đổ tràn lấp mặt đường, thậm chí một số phương tiện thiết bị thi công cũng bị đất đá vùi lấp sâu đến 20 mét. Nhiều đoạn đường ta luy âm bị sạt nặng, làm ách tắc toàn tuyến giữa huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam và huyện Tumorong, tỉnh Kon Tum. Chúng ta cũng thấy trên tuyến hiện nay là do cái trời mưa bão trong những ngày vừa qua thì nói chung cái tình hình sạt lở rất là nghiêm trọng. Nhưng mà chúng tôi cũng chủ đầu tư và các nhà thầu chúng tôi cũng cố gắng hết mức với cái sẵn có của mình. Chúng tôi sẽ cố gắng là thông tuyến trước cái Tết Nguyên Đán để tạo cái thuận lợi cho bà con trên cái vùng cao huyện Nam Trà My thuận lợi trong cái việc giao thông đi lại trong cái dịp Tết Nguyên Đán này. Ở vùng cao huyện Nam Trà My, mưa vẫn còn kéo dài,
các nhà thầu chỉ có thể đưa trang thiết bị, phương tiện, vật tư vào thi công, khắc phục các điểm sạt lở. Do vậy, tiến độ khắc phục dọn tuyến rất chậm. Chủ đầu tư và các nhà thầu đang phấn đấu đến đầu quý 1 năm 2012, thông tuyến hoàn toàn giai đoạn 1, bàn giao đưa vào sử dụng tuyến đường Nam Quảng Nam đi tỉnh Kon Tum.